sâu gì mà còn khui hàng, khui hàng. Mô vặt nó mô gì thật. Video hôm nay là video mới hoàn toàn nha anh em. Video đi thăm lời cái với vợ nha. Thì Đẹp gửi lời thân thương chào đến quý ông bà cô dì chú bác anh chị em gần xa nha. Chào các anh em đồng nghiệp luôn. Chào các nói chung là chào tất cả hết. Anh em nào sắp clip của Đẹp thì Đẹp chào hết luôn vậy đó. Rồi hôm nay vợ chồng đi thăm lời cá lóc nha. Thì Điệp cũng có quen biết là em Cương. Em Cương thì em trai đó, em trai đó nói là các cô dì chú bác anh chị em ở miền Trung miền Bắc thì nói đi thăm lờ, nói cái từ đi thăm lờ là người ta ghét lắm. Đó là tại sao? Là cái chữ Điệp không hiểu được cái ngôn ngữ địa phương ở ngoài đó nha. Nhưng mà trong thời gian qua Điệp không biết, Điệp xin cáo lỗi thành đặt, xin lỗi cả nhà nha. Điệp đi thăm lờ cá lóc, lờ này là lờ đặt cá nha. Đó, là như vậy là chính xác, chứ đừng nói là đi thăm lờ. Đi thăm lờ là người ta không hiểu được, là người ta ghét lắm. Thì Điệp thành đặt xin lỗi. Điệp nói là Điệp đi thăm lờ cá lóc nha, lờ đặt con cá lóc nha. Nói chung là cá gì hay là gắn gì vô là Điệp đặt nha. Rồi cùng lên đường với vợ. Chào cả nhà, nay đi thăm là cái với anh Điệp nữa cả nhà ơi. Rồi lên đường nghe nha. Một, hai, ba, sư phụ vô. Lụm tôm không? Lụm cá. Lụm cá hả? Cá ăn con một bát. Tiên quá đã. Cái đầu tiên anh em, cái đầu tiên là mề nha anh em. Sậy mới nha, chứ anh em trời ơi, ôi quá đã. Thôi giờ mình bắt cái con mình nhỏ quá, mình bắt cái con của anh Định đi. Ôi cái con của Định mề dữ anh Định. Ây da, nẹt dữ em. Ây da à, dính trưởng rồi chỉ đâu. Hai con này con nào bự cả nhà. Thấy không, đã không? Con Định, con của Điệp. Vô. Ui, đã, sướng sướng. Con bự, con rắn đồ bự thôi, khủng khủng coi. Cá gì coi xong, cá gì chắc quớt vậy. Khui hàng, lương. Kêu con rắn nó nói lên con lương. Một hồi tao kêu lương mới được. Kêu con rắn nó lên con lương. Cũng được. Bự quá. Đây. Quay. Đây nha. Vô. Kêu con rắn lên luôn. Vỏ này vỏ mới nha anh em, vỏ bự nha, vỏ anh Định nha. Vỏ anh Định vỏ bự. Đậm. Khui hà. Kêu con nương. Rồi kêu nó lên cái con chết. Đó, luôn cá lóc nó nín lên luôn, trời nó bự. Luôn. Cá lóc nó nín lên. Cá lóc vừa mấy ngày trước. Đường lời này nó mới có được có 3 đi mà nghe anh em. Cái đuôi cá nè. Anh em thấy không? Không bị chóc nó trơn. Mỏ nè, anh em thấy cái mỏ không? Cá này nữa, 400 g đến nửa kg. Xét vô. Dạ thấy làm ụt cái xuống sông khóc tiếng ai cặp không. Thấy chưa? Thấy rồi.
Ở đây nè. Đi có nhé. Có hay coi. Anh thấy gì trên vậy? Có không anh em ơi? Vô khó lắm. Vô nè. Vô nguyên cá đầu kiến chào bá nè. Phải đạn không? Cái gô đã cái này mà câu đã lắm, cái gô con bự là kìm một trai. Rồi có một con một làm gì ngắm con cũng được cái con thì cái này cô ve mới vô nè. Vậy? Cái này cô ve mới vô. Ừ. Con cá này thả đi, nhỏ quá, cũng được chén một chén cơm. Đi ta đổi ý vậy. Cua rồi cá thòng con cứng cua vô con này bắt được có máy ra lụm. Cá gì vậy? Trời ơi. Ôi trời ơi, tưởng đâu con cá vậy. Ô từ từ nữa. Làm hết biết thì chứ. Thấy cá gì? Vậy? Thấy cá gì thấy con cá. Nè màu này màu ở dưới nước anh em nó lạng lạng ra tưởng đâu là cái con cá vậy nó đen đen bông bông. Thì rốt cuộc bà cá lao kiến tôi. Con cá vậy. Đừng con cá rô nữa nè. Được con cá rô. Rô mề. Cái rô mề này là này của của ai ta? Chắc của anh Hai quá à. Con đó. Của ông Hai Thanh hả? À, của anh Hai Thanh. Được bự như gì không? Chắc được, tại vì thịt nhiều, nhẹ ký nhưng mà thịt nhiều. Vậy đó hả? À. Trời đất thiệt chứ.
nào này nhìn luôn. Để chai. Nhìn lại. Mấy chuột mấy tí tôi lên đây ngồi ăn kha cốc chín ở đâu ăn. Chứ cái lời tôi đi. Ấy mấy tí là thịt chứ. Cái này chìm cho. Đặt dấu kỹ lắm. Giờ móc ra. Còn có. Đó, thì bắt đi theo nhỏ. Con này ăn được lắm. Trời ơi chứ. Chị là cắt lục bình, đó là còn lại. Còn lại. Còn lại là mình nha. Ủa. Cá lóc này để lại luôn. Mình thường dính cá chê, cá rô nhỏ với cá lóc nhỏ để lại anh em. Biết chi không? Hồi nãy giờ Điệp cũng có thả rồi. Nhữ bắt gắn. Ý, vô. Quá rồi. Ừ, rồi đã. Mà bá rồi. Kêu sáng giờ kêu gắn vô lương không? Coi có lỗ lủng không có tọt ra nha. Nó trơn lắm đó, nó có tạt thấy rồi. Mẹ, em đón con khoảng nhiêu? Con đó cỡ nửa ký, không có nửa ký, đổ 400 gram, 400 gram. Từ 380 đến 400 gram. Khoảng 400 gram. Trên 350 nha. 400 á. 400 gram. Nhà thấy đã không? Nó vàng mà nó uống nè. Hết biết vàng. 420 gram. Dư bọc còn là 400 gram. Em quay gì để cho nó bò, nó bò gan cái cho nhà thấy nó chứ. Anh không dám bắt. Đây. Nó mạnh lắm, nó tọt cái là xuống sông nữa để cho nó bò từ từ. Đó, nhà thấy không? Lụm. Cá ngon không? Con cá lóc bự vậy. Sâu gì nó còn. Khui hàng, khui hàng. Khô vặt nó môi gì thật. Khui. Hết hồn trời. Cũng
cô Tì vậy? Cá ngô này của ai em? Dạ. Ây da nè, dữ ra trời. Dạ, cái gô đó chắc của em quá. Cái gì? Chắc của em quá. Của em có ba lớn rồi hả? Đúng. Hả? Đúng rồi, ba lớn đó là đúng rồi. Tại vì nặng ký thiệt, nhưng mà có một cái là nó xương nó to. Xương nó nhiều quá. Trời, trời đất ơi. Để lại bình luận nghe anh em. Con nhỏ à. Con này thả nghe nha. Mình nuôi lại. Cái cuối cùng chết rồi nha cả nhà, về nha. Lưng mới cá về mới vừa tới luôn. Căng thử cây căng này nó này coi, để đây hả? Vậy luôn, để lên cao, cao cao hả? Thấy chưa? Thấy đường không? Thấy được 4,5 kg yếu một chút. Vậy đó à. Thấy luôn cái giờ hết rồi. Cá này là tính luôn nha anh em. Hai cá được ký nha. Từ cái này coi. Hơn 1 ký. 1 ký 2. Chưa buông ra mà. Ký 2 nè. Nhiều. 1 ký đâu 2. Ký đâu 2. Là tính 4 ký mấy vừa rồi, còn là 3 ký lô. 3 ký lô thôi.
3 kg cũng ngon nha, ngon nha. Tính 3 kg thôi. Có cá này nó mấy ngon nè. Đây. Con lươn này được bao nhiêu ta? Hả? Dữ vậy? Không có cái bọc. Không, nó không nằm đâu, dễ gì. Nó mạnh lắm. Nè. Cá rô nè anh em ơi, lựa mấy con cá rô này ra nó nhìn nó ngon nè. Đó, thấy không? Cái rô mề ấy. Cá rô kho tộ. Lương nấu anh chua đúng bài luôn. Được mấy con cá rô ta? 2, 4, 5 con cá rô. 5 cá rô này ngon không à? Bỏ con lương vô đây cái coi. Bọc mini để con nè. Ừ. Sao bò được với anh cưng. Ê, trời ơi. Ôi. Mạnh thiệt chứ. Lấy bọc. Lấy bọc nhỏ quá. Trời ơi, anh này xuống sông kìa. Ôi quá trời ơi, quá trời. Con cá lóc này được bao nhiêu ta? Cá lóc này uống quay à? Nửa ký lô. Nửa ký lô hả? Nửa ký đúng. Anh ngồi xéo quá. Ủa đâu không nữa đây. Căn con lươn này coi. Để nhẹ mấy cái còn bây giờ anh mạnh nhất nó giọt gì đó. 480 g. Cái gì? Con lươn này chắc 400 g mà. Ừ, đi xong mạnh lắm. Cái gì? Ủa làm gì trời? Anh này cái siết quá, nó mạnh lắm. Nhẹ nhẹ đó. Nó mạnh thiệt chứ. Không phải, mình làm. Rồi anh em để vậy đi. Nhẹ nhẹ đó là 420 g. Trừ bọc còn là 400 g. Đi vào bọc lọc luôn. Rồi, vậy đi. Quá ngon nè, đó. Rồi, còn phần cái này là cái này là cái này mới ngon nè, cái này là lươn, có con chua. À, cá rô kho tộ. Cá rô này ngon không ấy mẹ. Ú quay à, cá rô đồng, con nào lấy mọc, thấy ghê không ạ? À, anh em một bàn tay xè luôn á. Quá đã không? Cái rô đồng là nó vô trời. Em hạ xuống con cá rô em. Cô chợ ơi, tao mở không à. Vậy? Cô đồng á nó không mở. Dạ. Đây em. Rồi, cũng được mớ cá lóc không nha em. Cá lóc. Hai mấy cái lờ mà còn mấy cái lờ á là chưa có thăm. Tí ra cá lóc còn không ăn. Quá. Đó, ngon không? Cá ngon không? Cá rô kho tộ. Bên đây là canh chua lươn. Quá im. Chín rồi đó cả nhà. Giờ chỉ bỏ thử phi. Chua đơn giản quá ngon. Ba con cá rô kho tộ. À, điệp múc ăn con cho mẹ ơi. Rồi, vậy cho mời cả nhà ăn cơm. Cơm cái cây cả nhà ơi. Ngồi ngoài này mát. Đâu để thương nữa. Lương bánh ski luôn. Bánh ski luôn. Gì vậy? Gì vậy?
đặt 20 mấy cái lờ, mà còn mấy cái nữa chưa thăm hết nha nghe nha. Đã thấy có người quá nên Điệp không dám thăm, sợ thăm á, sợ mai mốt nó hao hụt nhiều lắm. Ngư vậy thật không à. Bốn trăm mấy gram thật không. Lương ở trên dưới cái đó kinh. Cái vô kho tổ. Ngon. Em kho này ngọt ngọt. Ngọt lắm là thường thường đó cả nha. Và ở miền Tây á, đa số là kho ngọt không à, là ăn ngọt không à. Còn như các anh em ở miền Trung, miền Bắc á, ăn ngọt ít có chịu lắm. Cũng tùy theo sở thích, có người thích ngọt và có người không. Mỗi người mỗi ý. Im. Ngon. Ăn được không? Được. Chấm điểm. Đúng gì? Chấm điểm. Ba điểm. Ba nấu điểm. Mà phải cho điểm, mai mốt người ta nấu nữa, rồi người ta rút kinh nghiệm. Thấy không? Em nấu anh thưởng thức là mai mốt anh phải nói ừ ngon hay là dở rồi thiếu cái gì. Thằng em phải thêm vô người ta rút kinh nghiệm. Này được 3 điểm. Ba điểm kìa. À, là giống hệt như là 3 nút. 3 điếm đi cộng lại. Anh em nào hiểu cái từ là 3 2 nút thì một nút không? Hả? Ngon. Ngon. Dám nói không ngon là mai mốt nè. Vậy nấu hả? Nhịn luôn. Lương 400 gram bự. Ngon. Hết cơm hả? Đem rồi. Cái gì? Rồi ăn ngày một lần em một chén được. Vẫn nghèo. Thì ăn chén nè, thì ăn hoài chứ người nào đâu. Thường thường gặp như anh em hỏi mày nhậu được nhiều không, hay là mày uống được nhiều không. Trời ơi, tao uống 5-6 ly, 3-4 ly gì đó. Đâu uống 3 ly được. Uống chỉ người chỉ có một ly thôi, thì một ly đó uống hoài. Giống như em nói ăn cơm ngày ăn chén. Đúng rồi, em cầm chén gì em ăn con chén à. Mà ăn hoài, đúng không? Giống như sáng em ăn nè, rồi có khi trưa ăn nè, hay là chiều ăn nè, thì cầm chén ăn hoài chứ ăn lại 3-4 chén, cầm 3-4 chén về đây rồi cầm sao? Cầm 3-4 chén giờ. Thôi giờ vợ chồng cũng đi săn bắt về cũng được khoảng 3 kg cá nha. Cũng có mấy con lươn nữa. Trừ ra mấy con hai cá lô kiếm cũng còn là khoảng 3 kg cá. Thì về vợ chồng chế biến món ăn lươn non chua, cá rô kho tộ. Thì vợ chồng ăn cơm. Thì trong cuộc sống như vậy đó cả nhà ơi. Thì rảnh rỗi thì cả nhà mấy vợ chồng mới có làm chế biến món ăn.
Thì vợ chồng Điệp gửi lời chi ăn chúc đến quý ông bà của dì chú bác anh chị em gần xa, trong nước trong ngoài nước, có buổi tối xâm liếp thì Điệp luôn dạ hạnh phúc yêu thương nha. Thì cả nhà có nhu cầu gì á xin liên hệ trên góc phải video màn hình của Điệp. Thì có số điện thoại của Điệp là 0908 765 334. Thì vợ chồng Điệp bán là chấm lương, mỡ chăng, rượu mà ông gừng, rồi rượu ông dẻ mà ông gừng thiên nhiên. Đó là còn mà trong phần bình luận của Điệp á cũng có những cái lời mà Điệp đi đặt thu hoạch cá lương dính này nè, là số của anh Định Nguyễn Hậu Giang. Thì anh bán là số điện thoại của anh là 0383 570 200. Anh em nào mà có ngỏ ý muốn đam mê gì đi săn bắt này á thì xin liên hệ số điện thoại đó để điện thoại trực tiếp với ảnh để ảnh nhận những cái đơn hàng. Rồi giờ thì vợ chồng Điệp bye bye cả nhà. Hẹn quý ông bà quý vị chú bác anh chị em những clip tiếp theo. Thì bye bye và hẹn gặp lại.